Em xin phép cả nhà để cho em giao lưu trước với anh cố vấn nha. Rồi sau đó em giao lưu cùng anh Nguyễn Hải nha. Bài Nước chảy về đâu mà cả nhà cùng thưởng thức nha. Anh hai. Mới qua tới hả? Nước lớn mới vô dạ. Mày có dấn lên sân khấu không? Có dấn giờ ngủ chưa thích đấy. Không có đâu anh hai. Má say em mang cái bánh. Má nấu hồi sáng. Anh với thằng hẹn ăn nha. Lâu lâu má muốn nấu một món gì đó gửi cho anh. Má thương anh như con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có sai bảo gì thì thỉnh thoảng em cũng muốn trong sườn nhỏ gà đây để thăm anh có cần giúp thiết nhà. Ngoài này con đến đàn ông và cửa mấy được gọn gàng. Từ ngày em bỏ đi một mình anh đơn độc nuôi con mà cũng rất đau lòng. Xấu hổ với người ta. Tại tiếng Nga của cô giới này này. Anh Nguyễn Khải chuẩn bị nè. Gió lòng mà rưng rưng nước mắt cứ ngó dàng. Ở đây tôi cũng có sớm đi. Tôi lừa tắt đèn có nhau. Dạ là mai chẳng căn nhà của anh đã bao năm rồi không thay đổi. Chị hai em bỏ đi về một phương trời xa lạ mà anh vẫn mãi ôm mang một bóng không tàn. Anh chị xa nhau đã mấy độ mai vàng. Lúc thằng đen cũng vừa thôi sữa mẹ. Chập chẳng nói tiếng đầu đời mẹ cứ gọi ba ba. Đến bây giờ năm tháng đã trôi qua. Thằng đen lớn rồi biết nấu cơm quét nhà giặt áo. Sao anh không nghĩ về chuyện riêng mình. Đến lúc về chiều người cùng hôm sớm. Chứ tôi sống thế này cũng quen rồi. Cũng giống như vợ tôi. Dạ, em đánh trời. Năm xa, năm ba bữa chị mà. Chị coi nè, cái khăn của chị hai em vẫn mang ở cây đinh. Từ sau cái lần đi chợ mua đồ cúng đình cho má. Tôi vẫn còn nghe mùi hương trên tóc. Quyền ở đâu đây trong mai lá vẫn chưa. Chiếc áo bà ba như vừa bước qua thềm. Anh vọng tưởng với chị em đã đi xa biệt dáng hương gì nào.
yêu thương. Khi hai tâm hồn đã hòa chung là một, thì dẫu xa cách muôn trùng như vẫn ở bên nhau. Mến chào chị yêu chủ tịch Quyền Lê. Anh hai, vì anh quá thương chị hai em, nên lúc nào và bất cứ ở đâu, anh cũng đều nghĩ là có chị của em ở bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh? Chị hỏi tôi biết hỏi anh đây. Câu duyên nợ trời cao đã định. Nếu có thương tôi chỉ xin chơi má, đừng chắc sự yên lặng bấy lâu nay. Tôi chẳng vô tâm mà không hề cứu giúp, để hiểu được lòng của kẻ khác thương yêu. Nhưng tôi mãi lặng căm. Nhưng tại sao anh cứ làm khổ mình? Giấc mộng đã tàn, anh vẫn cứ chiêm bao. Giọt nước mắt tuôn trào. Vì Út ơi, chẳng phải tôi cố tình làm khổ người ta, khi biết được ra những yêu thương lo lắng. Nhưng tình cảm của tôi bây giờ ví như con nước không biết chảy về đâu, khi tóc sẽ phai. Hay quá, anh cố gắng nha. Khi trong lòng tôi vẫn thương nhớ một người, thì làm sao có thể mang lại niềm hạnh phúc cho kẻ yêu mình và chấp nhận mọi hy sinh. Tôi không thể hết mình để chờ dính một mối tình rồi đêm trắng chờ nhắc thật tên người cũ. Nếu có thương tôi thì người ơi đừng đợi cho phí tôi thật sụp cho phải lời má hồng. Anh hai, ý anh đã quyết như vậy, em nghĩ chắc người nào đó cũng hiểu được đôi phần. Chị Út, tôi khổ tâm lắm. Tôi nói không thì người ta đau, mà gật đầu thì có kẻ khổ. Thôi thì thà là tôi im lặng. Anh ơi, sông lớn lúc mình trôi tan mang, nhớ những cuộc tình đã quên rồi chẳng biết về đâu. Ở bên nhà em mong đợi lâu lâu, má sai em trong xuồng qua đây thăm anh thăm cha. Nhiều đó thôi cũng mừng vui phấn khởi, và không biết tại sao lại lặng trong lòng.
Em dần đợi nước lớn lần nữa, có dịp lại trong xuồng qua dầm mà để thăm anh. Hay quá, cô dẫn. Cảm ơn cái nhị cô dẫn cho cô Vũ cho em, cho em cô dẫn nha.